Bà Lan của em sang sale tiếp cái chị yêu ơi. Bà Lan này em sẽ sale nhanh cỡ tầm 30 phút cho mình thôi ha. Nên nếu mà cả nhà có thấy like của em rồi thì vào like sớm nè. Em sale nhanh thôi, những cái mẫu đầm đang giảm giá tại shop cho cái chị mình mặc cho lễ nè. Giờ mà đặt sớm mới còn giao kịp, mình đặt trễ quá là không có giao hàng kịp cho cái chị trước lễ được đâu. Rồi em mặc đây là 199.000 đồng nha cả nhà. Một em đầm body đuôi cá, chất liệu là vải von. Vì với giá bán là 199.000 ở trên like này, ngoài like của em giá đầm đang mang vẫn sẽ là 350. Nhưng mà nếu các chị mua trong bà la này của em thì mẫu đang mặc đây chỉ có 199.000 thôi. Chị yêu nào chưa có mẫu này thì bình luận ngay bên dưới cho em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. 1428 là mã đầm cả nhà nha. Em đang mặc đây là 1428 ạ. Sale luôn 199.000 đồng, chia sẻ cho em luôn. Ba lần chia sẻ là có đơn cái bộ váy đẹp này rồi. Chất liệu vải von, có may lót ở trong, không có sợ mỏng đầm ha. Không có sợ mỏng manh xuyên thấu chút nào hết trơn á. Trong đầm là có may kèm lót. Chào chị Thúy Oanh nè. Rồi chị Mỹ Ngọc lấy 1428 bộ của em. Ok chị yêu luôn. Đừng quên chia sẻ like cho shop 3 lần nha cả nhà. Điều kiện để mà săn sale ngày hôm nay chính là chị sẽ like cho em 3 lần với chế độ công khai mà được giảm giá luôn. Bình thường 350, hôm nay có 199.000 đồng thôi. Von mềm, mặt mát, họa tiết dễ thương, các chị thấy không? Lên trẻ trung trắng da hả? Hoa vàng vàng xinh xắn làm điểm nhấn nè. Đi chơi, đi tiệc, đi đâu mặc em này cũng hợp cho em luôn ạ. Còn ít lắm. Chị nào thích thì đặt luôn trong like của em, trước khi nó hết hàng sẽ không về thêm. Tất cả những mẫu đầm em mặc ở đây hết số lượng là em bỏ mẫu luôn, chứ không có may thêm nữa. Nên nếu mà các chị đã bỏ lỡ qua cái đợt hàng này rồi thì chuyến sau mình thấy là một loạt hoa khác, kiểu khác, chứ không có giống vàng nữa đâu. 199.000 chị Ngọc ơi, 199.000 đồng cho em xin mã số. Chị Lan Nhi lấy 1428 nha. Rồi, dây cột eo, hắc nơ phía trước hoặc phía sau đều được cho em nha. Body đuôi cá vải von. 1428 cộng số điện thoại, sale 199.000. Rồi bây giờ em chuẩn bị qua mẫu khác nha. Mỗi đầm em sale nhanh 2 phút thôi. Rồi em qua mẫu. Nhanh tay em còn chừa hàng, chừa size giảm giá cho mình nữa chứ. Giờ suy nghĩ lâu quá đặt không kịp. Qua mẫu cái là hết sale. Ngày mai ngày kia mình vô like của em chưa chắc là còn hàng. Mẫu đầm 199.000. 199.000 đồng mẫu đầm body của em đây. Rồi lên đầm sale giá 99.000 cho cái gì? Ôi da, giá 99.000 cho cái chị nữa nè. Cái váy này của em thì lại còn size to. Hôm nay giá bán cho cái chị mình chỉ từ 59.000, 69.000 đồng. 59.000, 69.000 đồng, 99.000 đồng, 100 hơn, like này em xả hết cho các chị mình luôn. Rồi ở lại like cùng xem, cùng đặt hàng cho em nha. Nhớ đừng quên là chia sẻ like cho em 3 lần nha cả nhà. Em chào chị Hằng ạ. Đầm body mã gì? Dạ 1428 chị yêu ơi, body mã là 1428. Nếu mà chị thích thì mình bình luận bên dưới để em chốt đơn cho mình nha. Rồi 1428 kèm số điện thoại cho em ạ. Tiếp theo em váy này, mã là 1478 nha. 99k đầm này của em có size từ 55 cho tới là 65 cân. Đây form đầm ngắn. Chị nào thích những cái form váy ngắn thì đây có đầm ngắn cho mình luôn. Ồ em quên ghi cái mã hàng ở dưới nè, đợi em xíu. 1428 là 199. Rồi bây giờ là 1378, chỉ có 99.000 đồng thôi. Nghe cái chị thấy không? Nghe cái giá hết hồn chưa? 1378 99.000. À còn size 2X thôi các chị. Nãy em tưởng còn XL mà XL hôm nay nó cũng hết luôn rồi. Vậy là bây giờ chị còn size 2X tương đương sẽ là 57 tới 65 cân. Dễ thương không? Có 99.000 đồng. Mẫu kem đầm poly co giãn. Đó, chất nè, dày dặn co giãn, cổ may cao. Form đầm vừa ngang tầm gối của em ha. 1378 cộng số điện thoại. Chốt ngày hôm nay là 99.000 nha cả nhà. Đừng quên chia sẻ like cho em 3 lần để được áp dụng chương trình sale nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok ạ. À. Đặt sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho mình các chị yêu ha. Giờ chúc cho chị Thảo Lê nè, rồi 99.000 cho chị Ngọc Bích luôn. Bao nhiêu cân vừa váy này? Dạ, đối với đầm 99.000 của em thì sẽ khoảng tầm 57 tới 65 cân, tương đương sẽ là size 2X. Hay là eo các chị mình dưới khoảng là eo 85, 84, 85 đổ về cho em là được. Có thể mình đo cho em phần eo cho nó chắc ăn nha. Tại vì nhiều khi á, mình xem cái số ký không là cũng chưa chắc ăn được.
số ký không, hai chị cùng số ký, có khi mặc hai cái size khác nhau. Bởi vậy em cần chiều cao, cân nặng, số đo để em chọn size. Đầm này của em là 1378 ạ. 1378 99.000 đồng. Em có cho mình là size M, size 2X. Em còn size 2XL 57 tới 65 cân mặc vừa, khóa ẩn nằm sau lưng của em đây, chốt 99k mẫu đang bán. 99k mẫu đang bán duy nhất trong bài like này của em mới được giảm giá nha. Nếu mà có thích thì đặt luôn bây giờ cho em ạ. À, mình đợi qua đợt sau không có mẫu này. Đợt sau em về kiểu khác, hoa khác. Hoa đỏ sau em hả chị? Rồi, hoa đỏ sau em cũng chỉ có 120 thôi. Em nói là like này em xem ở trong mấy nhiều đầm đẹp lắm. Đây, 120. Chuẩn bị lên sóng, đợi em 30 giây nữa qua mẫu. Rồi, chuẩn bị em lên mẫu khác nha. Còn thích đầm nào phía sau em thì cứ bình luận cho em để em giới thiệu nè. Em mặc đây là 1378 nha cả nhà. 1378, 99.000 cho em ha. 1378 99.000 cho em nha cả nhà. Chất liệu poly có độ co giãn nhẹ nhàng. Cả nhà thấy like của em mình nhớ là tương tác với em bằng cách chấm bài nha. Mình chấm bài mình chia sẻ like cho em được không ạ? Để mình săn sale giá rẻ nè. 78 chị Hoa Hoa nhớ cho em số điện thoại để em tư vấn chị ơi. Với lại chia sẻ like cho em 3 lần để còn được giảm giá, chứ ngoài like em không có sale giá này. Mời em chỉ sale nhanh cỡ tầm 30 phút thôi. Chút nữa em tắt like, tất cả các sản phẩm đều trở về giá bình thường, hơn cỡ 70-100, có khi gấp đôi giá tiền tùy mẫu nha. Đây, cái em váy này nè, em tắt like em bán lại là 350. Rồi, hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ vải lụa mango nhà em, cái chất mà không thể nào mà không có mỗi lần về hàng. Em này tắt like 350. Chị nào đợi vui trẻ chút xíu em like xong lại lên 350 nha. Còn bây giờ thì bao nhiêu đây? 119.000 đồng. Đó, cũng là một mẫu đầm, nhưng mà cái chị mua đúng lúc chia sẻ cho em rồi ha, biết cách đặt hàng, biết lúc mua. Đó, đúng thời điểm nha. 119.000 thôi ạ. 1340 119.000 đồng. Một em đầm hoa dễ thương như thế này đây mà chỉ với 119. Em còn hai size cuối cùng là M với L. Vậy thì dưới 55 cân, váy này của em eo dưới 75. Đầm em mặc đây eo dưới 75 ha, 74, 75 đổ lại em có size, trên nữa thì em hết. Không có may thêm nữa đâu. Mấy cái vòng này là em bán hổm giờ rồi, nó gần cháy hàng hết trơn rồi. Đây còn hai size, phía sau em này còn một size, này còn hai size hay ba size gì em quên rồi. Đó, đụng vô lẽ sai không hả? Hàng mới thì full size hơn, nhưng mà hàng mới thì giá nó tầm 200 hơn xíu. Còn em mặc là của đợt trước, lẽ sai sót lại, xả hết luôn. Còn bao nhiêu nha, còn lại số lượng bao nhiêu? Em sale hết cho các chị mình đợt này xong rồi, em chính thức là bỏ cái mẫu này, không may thêm. Chuyến sau em lại về kiểu khác, cứ mỗi chuyến hàng là kiểu khác nhau hết. Chị Hằng Trần lấy 1340 mẫu của em, 119.000 có đơn cho chị. Eo của chị 70 mấy chị, eo này dưới 75 được nè. Nha, mình đo cho em cái phần eo đi. Ha, đo cho em phần eo để em trả lời luôn là vừa hay không. Đầm này của em thì eo 75 đổ về là được nha cả nhà. 1340. 1340 119.000 đồng cho em ha. Khóa kéo nằm sau lưng của em đây. Lấy mẫu này thì bình luận ngay bên dưới để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. Nhanh tay em chừa hàng chừa size cho các chị luôn ha. Đầm em đang mặc đây, mã hàng đầm em đang mặc đây với mã hàng là 1340 nha cả nhà ơi. Mã 1340. Chị yêu nào chưa có mẫu này thì lên đơn sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn nha. Nhanh tay em giảm giá cho các chị mình đây ạ. À, mẫu đang mặc là 1340. Chốt ngày hôm nay với mức giá chỉ có là 119.000. 119.000 đồng cho em nha cả nhà. Chuẩn bị em qua mẫu. 1340 chị Candy Nguyễn có nè. Chị Kiều Trinh lấy 1340 nè. Em chào chị Vân Huỳnh nha. Chào các chị đang coi like của shop trưa ngày hôm nay. Nhanh tay cả nhà ơi. Đó, đã gần 1/3 thời gian rồi. Em chỉ sale có 30 phút chiều hôm nay thôi. Chút tối nè mới like tiếp. Nha, qua chiều nay rồi, các chị có muốn mua giá sale á là phải đợi like tối. Bây giờ mua thì em chốt luôn nè. Đặt sớm giúp em ha. 119.000 cái đồng này không đẹp em không lấy tiền cái chị luôn á. 1340 kèm số điện thoại, 119.000 đồng. Rồi bây giờ qua mẫu nha. Em sẽ lên một em váy sơ mi cũng đang sale luôn.
Rồi, nếu mà nói về sơ mi thì không thể không nhắc tới kem sơ mi lụa. Siêu phẩm màu này, màu da, màu này các chị khách thì em nhận xong ai cũng khen. Em chưa thấy cái chị nào chê cái đầm sơ mi này của em luôn á, thiệt. Không phải tự khen nha cả nhà, mà khách nhà em khen dữ lắm. Rồi, em lên mẫu sơ mi nha. Sơ mi mà cũng chỉ với 199.000 thôi là các chị thấy em sale lớn cỡ nào rồi. 1434 ạ. Đây, sơ mi lụa. Mã này thì em lại còn size to, cho nên là chị nào mà cỡ 5-7-6 lông á thì vừa hơn. Dưới nữa thì mặt sẽ rộng nha. Em thì cũng không có may thêm mẫu này rồi. Mấy cái đầm em giới thiệu ở đây mà nó còn size nào thì em chỉ bán hết số lượng là em ngưng cái mã đó luôn. Đợt sau em lại may kiểu khác chứ không có may trùng. Đó, cứ chuyến nào mình thấy thích mẫu hoa nào thì mình đặt giúp em ha. Chứ đợi đợt sau mới mua cái hoa này thì đâu có đâu. Đợt sau là về hoa khác chứ. Vải thì có thể là chuyến sau vẫn về lụa, về von. Nhưng mà hoa khác với lại kiểu khác. Rồi, 199.000 cho em. Sơ mi lụa mã số là 1434 ạ. 1434 chốt đơn 199.000. Đai form xòe nhẹ nhàng che bụng. Có bụng là che bụng, may kèm hai túi, form dài vào gối rất là dễ mang. 1434 là mẫu của em, chốt còn 199.000 đồng. Size cuối cùng nha, không may thêm. 2XL khoảng 5-7-6-5 cân cho em, eo dưới 85 là vừa. Dễ thương lắm. Hôm nay em mặc là nó rộng quá rồi nên là các chị xem đỡ cho em nha. Nó rộng hơn so với em rất là nhiều. Nó bình thường em mặc size M, cái này 2X là nó hơn em tới 3 size lận mặt. Đó để mình xem đỡ nha. Em sẽ bóp nó lại xíu phía sau. Khóa kéo cũng nằm sau lưng luôn chị. 199.000 cho em mẫu này. 1434 kèm số điện thoại, xe 199.000 đồng. Chị chốt trên line. Không áp dụng giá này bên ngoài nha. Chị em nào có mua thì mua bây giờ cho em để được sale nè. Bình thường em bán cái này 350 ha. Mấy chị khách quen nhà em chắc không có lạ gì cái đồng này rồi. Hầu như là khách quen nhà em là ai cũng có cái này rồi. Thậm chí là còn mua mà cho bạn bè mặc chung, mua làm quà tặng luôn á. Mua mặc xong mua tặng luôn, tại nó đẹp. Mà rẻ, có 350 giá bình thường là thấy rẻ rồi. Hôm nay 199.000, nghe giá sốc luôn. 199.000 chị Linh Chi chốt 1434 ạ. Mẫu này có màu nào nữa em? Dạ đúng một màu thôi chị yêu ơi. Đúng một màu này thôi. Chị thích sơ mi em còn rất nhiều. Sơ mi hoa, chấm bi, caro, sọc các kiểu. Nhưng mà mỗi một kiểu nó lại là một họa tiết khác nhau. Riêng họa tiết của em thì duy nhất một cái sản phẩm này là cái màu này nè nha. Thích mà hoa văn lai màu như thế này mà màu khác thì em không có. 1434 cho em ạ, 199k nha. Chị Linh Trần lấy 1434. Dạ rồi, bây giờ em qua mẫu ha. 199.000 đồng. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là ok. Tiếp theo em có một cái đầm này với chất liệu là thun lai dung. Em này thì co giãn tốt. Hôm trước mới về là hơn 70kg vừa. Nay em bán hết size to. Hôm nay em còn sót lại là size tầm dưới khoảng 60 cân. Rồi, đợi em xíu nha. Có chị nào mua được cái em lai dung này chưa? Cái chất mát lạnh luôn, mặc lên người là mê liền luôn cả nhà. Vải gì mà mát lạnh rười rượi. Rồi, 139.000 đồng cho em. Trời ơi, tin được không nè. Đúng đầm trung niên luôn. Thấy không? Nhìn cái màu. Nhìn cái màu, nhìn cái kiểu là đúng chất đầm trung niên cho các chị luôn rồi. Khỏi trật đi đâu luôn. 1436 mẫu này của em nha. 139.000 đồng. Em này với chất liệu là thun lai dông nha cả nhà. Và em còn sót lại là size L. 1436 nha, thun lai dông. Em này mê dáng suông, em sót lại size L cho mình. Tương đương với cái số ký là thường á, size L là dưới 55 đúng không? Nhưng mà cái này nó co giãn đó chị coi. Co giãn tốt, tăng thêm được 5kg nữa nha. Trừ hao thêm 5kg nữa luôn, 60kg vừa. 60kg mặc vừa cho em mã này, cứ đặt đi cả nhà, cái nào chứ cái này vô tư cho em luôn. 60kg đổ về cho em là vừa, 1436, 139.000 đồng. Màu xanh cổ vịt phía sau em hả chị, xanh cổ vịt phía sau em. Xanh lông con, ôi da, xanh lông con chị nha, cái này đúng không? Mã này đúng không chị, màu này ở ngoài là màu xanh lông con chị yêu nha. Mới về của nhà em nè, đây đúng chưa? Đúng mẫu này chưa chị? Nếu mà đúng chị ok giúp em đi ạ. Sơ mi xanh mới. Nhưng mà em này mới vừa về, giá bán của nó là 299.000 chị Nguyên Hà nha. Cái này 299.000, mẫu mới ra mắt đợt này của nhà em. Siêu phẩm vừa ra lò luôn. Đúng cái này ok giúp em ạ.
Còn em mặc đây thì chỉ có 139.000 thôi, siêu co giãn thoải mái luôn. May kèm hai túi, mẫu này không có khóa nha, mặc chồng vô cho em thôi. Tại vì nó co giãn rất là tốt, không cần khóa. Đây nè, cỡ 50-55 cân cái chị mặc nó xuông xuông vậy. 57-60 cân nó hơi ôm vậy, nào đẹp. Ôm dáng hay xuông dáng gì cái chị mặc nó cũng hợp cái form đầm, tại vì không có chiếc eo ngang. 139.000 được không? Chị Đỗ Thu lấy 1436, dạ rồi có đơn nè, 139.000 đồng nha. À 139.000 đồng. Rồi ok chị Nguyễn Hà, về đợi em xíu sau cái này em lên nha. Chị Kim Ngọc 1434 cho em số điện thoại chị ơi. Đầm ôm hả chị Hồ Thị Lan? Chị thích đầm ôm đúng không? Rồi đợi em một chút ạ. Sau cái đầm sơ mi xanh này em sẽ mặc body cho chị xem nha. Rồi các chị yêu thích mẫu nào cứ bình luận phía dưới cho em nha. Nhanh tay đặt sớm ạ, em chỉ sale vài phút ở trên line này thôi. 1436 là mẫu của em, 139.000, 60 cân độ về, một màu em mang nền đen hoa có túi. May kèm hai túi nữa nè. Khóa kéo được may đằng sau lưng của em nha. Rồi, hôm nay em chốt đơn cho mình luôn với giá bán là 139.000 đồng. Mã này từ 40 cho tới là 60 cân. 50-60 cân đi, 50-60 cân là mặc vừa cho em ạ. Đầm xanh hả chị? Xanh vải chip phông. Màu xanh em chuẩn bị mặc, bây giờ em lên cho chị coi nè. Đây đồ em 5 giây. Đồ em 5 giây đi, em thay cái đầm xanh cho chị xem luôn. Mặc lên form cho mấy chị khách coi cho nó đẹp nha. Tại vì cầm thì nó chưa có thấy đẹp đâu, phải mặc lên mới thấy. Sơ mi chip phông ạ. Đầm này được may 2 lớp nha. Trong có kèm lót, không lo mỏng. Vừa có thể đi chơi nè, đi tiệc nè, đi làm mặc cũng được cho em với cái màu xanh này. Sao ở nhà thấy form nhà em hay sao? Ok không? Ổn mát không? Chốt liền có 299.000 mẫu này trên like của em thôi. Đây nha, 1468 ạ. Mã hàng là 1468. À cái em mặc chị vui rồi, em cảm ơn chị Dương Bình được không chị? Mặc thấy ok không? Cả nhà mua đồ bên em á, có thời gian mình quay lại review cho em xíu nha. Rồi sơ mi xanh mới. Sơ mi xanh này của em được may từ chất liệu chip foam, hai lớp may kỹ cổ sơ mi nha. Đầm này là cổ sơ mi, tay lỡ form dài phủ gối. Với cái kiểu đầm này mình có thể mặc đi chơi, đi tiệc đều hợp cho em. Nó vừa sang vừa đẹp mà cũng vừa lịch sự kín đáo, không có bị mỏng cũng không có bị ngắn ha. 299.000 cho em là được nè. Tay áo được may ra tạo kiểu gấp lên cho mình và có kèm một viên cúc ngọc trai. Đó, viên ngọc trai luôn ha, rất là đẹp luôn vậy nha. Trời ơi xinh quá à. Màu này cũng lạ nữa, một cái tông màu rất là lạ, rất là hiếm mà rất là đẹp. Ở ngoài nhìn đẹp hơn trên like. Trên like của em quá điện thoại nhìn không được đẹp nha, bên ngoài đẹp hơn. 299.000 đồng nha, đợt may hai lớp cho mình luôn. 1468 giúp em ạ, sơ mi mới về. 1468 cộng số điện thoại em chốt ngày hôm nay là 299.000. 299.000 đồng mẫu đầm này của em. Chị nào lấy thì bình luận ngay bên dưới để bên em tư vấn và trừ hàng trừ size cho mình nha. Đầm sơ mi là 1468 nha cả nhà. 299k mẫu này. Em có size từ 40-65. Form đầm thì cả nhà thấy rồi, trên line như nào giao cho khách như vậy, hàng này 4 size có sẵn. Em có size từ 40-65 cân, chị yêu nào trong khoảng số kiến này thì cứ đặt hàng cho shop. Ngay sau khi em nhận được cái thông tin đơn hàng thì bên em sẽ gọi lại để mà tư vấn size, sau đó là mới xin địa chỉ giao. Thì khoảng từ 2-4 ngày cả nhà sẽ nhận được hàng của bên em nha. 1468 cộng số điện thoại cho em 299.000 sơ mi chip phông. Mẫu này là vải chip phông chị Nguyễn Hà ơi, nó không co giãn chị, co giãn bình lựa giúp em chất nhung hoặc là lyon, poly ha, những cái chất liệu khác. Còn vải nhựa, vải lụa nè, vải chip phông, vải von thì thường là sẽ không có co giãn chị yêu nha. Nhưng mà có sai chị cũng không nhất thiết là phải có co giãn đâu. Em có may cho mình là 4 size, ví dụ như size này không vừa thì em sẽ chọn cho mình cái size khác, miễn là mặc vừa đẹp thoải mái là ok. Cả nhà cứ yên tâm đặt thử nha. Có may size thì vừa theo form của khách hàng mà. 65 cân đổ lại em có size. Rồi nói tới body thì đây em có cái body này cho mình, sale với giá tiền 99.000. Body thì em nhiều lắm, đi chơi, đi tiệc hay là đi làm ha, em sẽ lên theo ý mình. Rồi em này thì đi tiệc nè. Em body này thì chỉ có là 99.000 đồng thôi. Cái này có co giãn. Chị nào thích co giãn tham khảo thử cái chất này của em, Atasi ánh kim. Rồi đầm này của em dưới 55 cân vừa, 1361.
Đầm này của em dưới 55 cân là vừa nha cả nhà. Một em đầm body có thêm tuyến lấp lánh nữa. Trên cái vải đầm này của em nha, ngoài cái họa tiết chấm bi các chị thấy ở đây á, thì trên vải em có dệt chỉ kim tuyến nhưng mà trên like không thấy. Cái này phải nhìn ở ngoài các chị mới thấy rõ nè, chỉ kim tuyến được dệt trên đầm lấp lánh toàn bộ thân đầm luôn. Cổ đắp chéo ha, không lo chật vòng một của mình. Rồi xếp ly nhúng một bên tạo kiểu cho các chị mình. Chất liệu co giãn cho nên là có thể tăng cũng thêm được 5kg nữa. Như em mặc các chị thấy ở đây em mặc nhìn nó vừa đúng không? Nhưng mà em kéo ra nó còn dư nhiều nè. Đó, 55 cân mặc được cho em. Đầm này 55 cân đổ về hoặc eo dưới 74 mình vẫn có thể bao trang được cái size này, size M nha. Tuy là nó còn size M thôi, nhưng mà cả nhà yên tâm cho em là 55kg mặc vẫn vừa. Nhớ là đặt size M đầm này cho em đó, 99.000. 99.000 đồng body của em, chấm bi màu đen trắng rất là xinh. Không không có bị kén da. Hai cái tông màu đen trắng kết hợp là khỏi lo kén da kén tuổi, chị nào mặc cũng hợp. Dáng đầm body nha, sẽ tạo phía trước cho mình ạ. 99 cao mẫu của em nha, 1361, 99.000 đồng. Chị yêu nào chưa có thì lên đơn cho shop luôn. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là ok nè. Tranh thủ đặt sớm để em tư vấn và trừ hàng trừ sai cho mình nha. Body B à, body B sẽ giúp chị với vải co giãn nữa, đâu có ôm bó đâu, thoải mái lắm, nó co giãn tốt mà. Mình mặc bước đi này kia nó cũng dễ dàng nữa. Chỉ có 99.000 đồng thôi. Rồi chị Ngọc Vi lấy 1361 đầm của em. Trời ơi, kiếm đâu cái đầm đẹp như vậy, 99.000 ngoài kia. Bảo đảm cái chị không có luôn á. Nhanh thủ, đang tranh thủ đặt sớm để em còn chốt đơn nha cả nhà. Rồi đây là mã số 14. Em đang mặc đây với mã hàng là 1361 nha. 1361 thì em sale chỉ có 99.000 thôi cả nhà, rất là xinh ha. Chất liệu Altaxi ánh kim có độ co giãn cho các chị mình luôn nha. Rồi tiếp theo em có cho mình cái đầm body này. Em này cũng là body nhưng mà cái kiểu là dạng may sườn xám. Sẽ có xẻ tà hai bên với chất liệu nhung nha, cũng có kim tuyến cho mình luôn nè. Đây, cái mẫu này của em cũng có kim tuyến cho các chị mình lấp lánh full đầm nhưng mà cái kiểu khác hoàn toàn luôn. Được may cho mình là cổ tàu khác giọt nước ha. Rồi sẽ tà hai bên đúng chất sườn xám luôn cả nhà, rất là đẹp luôn. Giá ngày hôm nay chỉ có là 1395, giá hôm nay chỉ có là 199.000 đồng thôi. Váy này em còn hai size cuối nha, không may thêm không về thêm, em này chính thức em là hết số lượng em cũng sẽ bỏ mẫu luôn. 1395, 199.000, còn size M và size XL. Rồi, em còn cho mình là size M và size XL. Trong đó XL chỉ còn một cái cuối, size M thì em còn 5 cái nữa là hết nha. Đó, các chị thấy em báo số lượng không? Nó mang tiếng là hai size nhưng mà có 6 cái chứ đâu có nhiều đâu. 5 cái size M, 1 cái size XL. Trời đất ơi, bây giờ không mua là hết nè, sẽ tà. Sẽ tà hai bên nha các chị nè. Trời ơi, xịn sò như thế này, không mua tiếc lắm cả nhà nha. Cố gắng đặt sớm cho em. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. Mẫu đang mặc đây với mã hàng là 1395 nha cả nhà. Còn 6 cái cuối cùng thôi. Còn 6 cái cuối cùng thôi các chị yêu ơi. 1395 giúp em. Cổ này là có tặng cái cài bọc trai nữa ha. Cái đầm của em là có tặng cái cài áo nữa cơ. Đẹp chưa? Kim tuyến ngôi sao mặt trăng nè. Nhìn lấp lánh không? Ở ngoài nhìn đẹp hơn. Cái màu đen nha, cái này là màu đen, có kim tuyến lấp lánh trên đầm, dễ thương lắm. Đi tiệc đi chơi mặc rất sang cho em. Rồi thích body chốt thêm cho em cái này nữa. 1395 cộng số điện thoại. Sale luôn còn 100, sale luôn còn 199.000 đồng. Và em còn hai size cuối cùng cho các chị mình nha. Em còn size M và XL. Trong đó thì size M em còn cho mình là 5 cái. Size M em còn cho các chị mình là 5 cái và size XL thì em còn một cái cuối cùng là em hết hàng nha. 1395 cộng số điện thoại cho em là được nè. Chốt luôn với mức giá chỉ có là 100. Ủa sao không vô tiền?
mức giá chỉ có là 199.000 đồng nha cả nhà. 1395 199.000. Rồi bây giờ hôm qua mẫu khác nha, sườn xám 1395. Chị Lê Thư có, chị Ngọc Bích có đơn ạ. Dạ được chị Thư ơi. Size M mẫu này 52 cân vẫn vừa, 52 53 cân vẫn vừa nè. Nó có co giãn mà. Nhung nhà em á, thứ nhất là mát lạnh, thứ hai là co giãn, mặc thoải mái lắm kìa. Chứ không phải là nóng hay là khó chịu gì đâu. Về cái khoản này mình yên tâm. Rồi lên đầm xuông nha. Lên một em váy có thể mặc hai kiểu, chỉ có 149.000 đồng thôi. Chỉ với 149.000 đồng cả nhà có ngay một em váy rất là xịn sò luôn rồi đây. Mã này của em là 1419 ạ. 1419 cái chị yêu nha. Em có cho mình là size, em có cho mình là hai size nha. Ồ quên, còn hình như 4 size á. Đợi em xíu, đợi em xíu cái chị ơi. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là được nè. Lên đơn sớm cho em nha. Lên đơn sớm cho em cái chị yêu ơi. Đây là 1419 ạ. Chốt đơn 149.000 đồng. 149.000 đồng nha. Hiện tại bây giờ em còn cho mình 1419. Em còn cho mình là 4 size. Trong đó em M có 8 cái rồi các chị. Và mà những size khác thì cũng tầm mười mấy 20 cái thôi là hết nha. Chốt luôn còn 149k nha cả nhà. Nhanh tay giúp em ha. Mã số kèm số điện thoại cho em là được nha. Đây form này form xuông. Em mà thả cái sợi dây này ra nó sẽ ra cái form xuông. Em cột lại thì nó thành cái đầm ôm eo nhẹ. Đó, mặc được hai kiểu. Đúng hai kiểu cho mình luôn mà có 150 ha. Rẻ chưa? Mua nhà em là quá hời luôn các chị. Chia sẻ liền chứ chờ gì nữa đây. Số lượng có hạn rồi nha. Cố gắng lên đơn thật là sớm để em còn tư vấn và chốt đơn cho mình nè. Dạ chào chị Hằng Sư, chào các chị mới vào luôn ạ. Đầm em mặc có bán không? Có chứ chị, cái nào mặc là cái đó bán. Ở đây em trưng cái nào là bán cái đó. Bên em bán đầm mà, em mặc là lên form thử cho mình coi đó. Ở đây em mặc là toàn là hàng bên em vừa mới, có mẫu vừa mới ra lò luôn. Có mẫu thì bán hổm giờ được mấy tuần. Đó, có nhiều là em lên cho mình hết, em báo số lượng đầy đủ. Đầm này còn nhiêu cái, giá nhiêu tiền, hai chút gì em đều có báo rõ để các chị đặt hàng mà. Váy này của em với mã hàng là 1419 ạ. Em này là 1419 cả nhà nha. Chốt ngày hôm nay với giá tiền là 149.000. Rồi chị yêu nào chưa có mẫu này lên đơn thật là sớm giúp em nha. 1419 tổng số điện thoại cho em nè. Chốt sale ngày hôm nay là 149k. Size từ 40 cho tới 65 cân giúp em là vừa nha. Đồ chị vải von siêu nhẹ mát. Trời thích nhẹ mát, chọn này là quá đúng luôn dì ơi. Trong á em có may lót nhưng mà nó vẫn nhẹ tinh hả. Mặc lên không có cảm giác nặng người xíu nào luôn, mặc như không vậy đó. Sọc dọc ăn gian được cái dáng người, giúp cho mình trông cao ráo hơn, thon gọn hơn. Mà cái tông màu này đặc biệt cũng không có kén da cái chị nữa. Da trắng da ngâm gì mặc cũng được. Em đang thắt cái nơ sâu nè. Còn không thì mình thả ra cho nó ra cái form suông nè. Đó, suông rộng. Thả dây nơ ra là form suông rộng. Còn mình cột nó lại nó sẽ ra ôm eo. Thắt trước cũng được cho em. Dây này em may cố định cho mình hai bên. Đó, cột lại là ra ôm eo rồi, cả nhà thấy ổn không? Mặc kiểu nào cũng được đúng không? Mặc suông cũng đẹp mà ôm eo cũng được, có 150. Có 150 thôi chị Ngọc Thu ơi. Rồi chốt cho chị đồng em đang 62 cân đúng không? Lấy cho em cái này 2X đi. Nhưng mà cho em xin cái mã trước nha. Trước khi chọn size thì mình ghi cho em cái mã hàng, cái số điện thoại vô trước để bên em tư vấn. 1419 cộng số điện thoại nha. Sọc em mặc là 1419 ạ. Bao nhiêu tiền vậy em? Dạ 150. Đầm dài hả chị Sáu? Có đầm dài, chị thích dài họa tiết thì sao? Em cầm cho chị coi thử mấy mẫu nha. Em có cho mình là đầm dài beo, da beo dáng dài. Đây, một em dáng dài họa tiết da beo, một em dáng dài họa tiết hoa to to rất là xinh. Đó, đây là những cái mẫu mới về của nhà em. Vừa về mà cũng cháy hàng rồi nè. Hôm nay là cũng đã cháy mất mỗi mẫu một hai size rồi. Đây là em dáng dài hoa to, dài da beo. Còn nào nữa không ta? Tại hôm nay em lẻ size mấy mẫu á, chứ chị vô trước cỡ tầm tuần trước là thêm được mấy mẫu nữa. Rồi em này dáng dài màu xanh rêu. Đó, chị thích cái nào? Đầm dài màu xanh rêu này cũng đẹp mà nó chỉ còn có một size 2X thôi, size nhỏ em hết rồi. Còn nào nữa ta? À sơ mi. Sơ mi dáng dài này em cũng chỉ còn size 2XL thôi. Form này thì nó dài lưng lửng chứ không như ba cái kia. Ba cái kia là maxi luôn. Còn em này thì nó lửng lửng ngắn hơn xíu.
Đó, thích kiểu nào em giới thiệu cho mình nha. Còn váy của em chỉ có 150 thôi ạ. 1419 sale 149.000 đồng cho em nha. 1419 xe 149.000 đồng. Chị yêu nào chưa có mẫu này thì lên đơn sớm cho em luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ha. Sơ mi hả chị? Sơ mi em nhiều lắm. Em có sơ mi hoa nè, trơn nè, chấm bi nè, caro nè, sọc nè, đủ các thể loại luôn. Chị thích màu sáng hay màu tối nữa, em lên theo được ý mình cho nó dễ. Chị Ngọc Thanh lấy 1419. Dạ rồi, có đơn 150, có túi nữa nha. Đồng này hai lớp, may kèm hai túi hai bên cho mình. 149.000 cho em. 149.000 đồng thôi. Xanh rêu hả chị? Rồi, xanh rêu thì em chỉ còn size to thôi. Đây, xanh rêu chỉ còn size 2XL. Chị nào eo cỡ 84, 86, 88 mặc cũng được luôn. Eo tối đa là 88 đổ về cho em là được nha. Mã này của em đây là 1 và mã này của em đây là 1425. 1425 em chốt còn à 179.000 thôi, còn size to thôi hả? Cái váy này size nhỏ em hết rồi. Bây giờ chỉ còn size 2XL thôi. 57 cho tới 67, 68 cân cũng được cho em luôn. Eo 88 độ về. Sơ mi vàng treo hả sao? Ở sau em hả chị? Rồi đợi em xíu. Cái đó là sơ mi suông nha. Em mặc 1425 cả nhà nha. 1425 chút còn 179. Đầm này 50 tuổi trẻ hả chị Nguyễn Thu Hồng? Cái váy sọc hả? Không, đầm sọc này á là cái chị trung niên mặc hợp á. Cái váy sọc này là dành cho cái chị trung niên, em thấy là hợp hơn cái chị trẻ luôn á. Để thường mấy chị khách trẻ trẻ thích những cái kiểu hoa, hoa này hoa kia, nhẹ nhẹ dễ thương. Còn những cái họa tiết như là sọc hay bi hay là caro này kia á, thì đặc biệt là mấy chị trung niên mặc thì không có lo bị kén á cả nhà, rất là hợp. Cái này là bên em đầm trung niên mà. Nhà em đầm trung niên chứ không phải đầm trẻ đâu nha. Mà tại có những cái mẫu nó dễ thương như vậy nè, thì chị nào mặc cũng hợp. Nhưng mà đa số là đồ trung niên hết. Đó, mấy chị khách trung niên nhà em á là mua hả không biết bao nhiêu cái đầm mà nói luôn á cả nhà ơi. Tùy gu mỗi chị. Có chị thích mặc trẻ trung, có chị thích mặc cho nó nhẹ nhàng sang trọng. Thì em váy sọc này thì rất là nhẹ nhàng thôi, dễ thương thôi. Sọc dọc nha, 150. Cỡ nào cũng mặc được, trung niên là hợp cho em, không có kén. Rồi, còn em mang cái màu này cũng vậy, màu rêu. Cái màu xanh rêu này cũng rất là lạ luôn nè. Còn size to nhất của nhà em, eo 88 độ về. Mẫu em đang mặc 1425, 56 cân. Em sợ chị gấm là mặc còn hơi rộng với chị, còn hơi rộng nha. Tại vì thường 56 là cỡ XL thôi. Em này nó tới 2XL, nó tới khoảng 65 cân lận chị. Có gì mình đo eo thử đi chị gấm. Eo chị nó rơi vào tầm 82, 84 là ok. Dưới thì hơi rộng cho em, có gì à mình đã nhíp lại cho em cái phần eo xíu nha. Nếu chị thích cái này, còn không thì mình có thể đổi sang cái khác nha. Đổi sang cái mẫu khác giúp em. 1425 xe 179.000 đồng nha cả nhà. Hôm trước chị có đặt cái đầm mà số nhỏ quá mà không vừa hả chị? Dạ được chị. Ồ, mà chị không đổi cho cháu chị luôn. Em đang định nói chị Út đầm đặt lâu chưa, gửi lại em đổi cho mình cái size lớn hơn cho nó vừa. Và ai về đâu, chị nói là chỉ cho cháu chị luôn rồi. Chật nhiều không chị Út đặt? Nếu mà chật nhiều thì bây giờ chị mua cái khác á, chị đặt cái sau là chị tăng size lên giúp em. Ví dụ như mình mặc cái đầm đó ha, mình thấy nó chật thì mình lần sau mình mua mình tăng size lên. Hoặc là trong vòng 7 ngày các chị nhận hàng, vừa nhận xong trong thời gian là 7 ngày nha, các chị mình nhắn tin cho shop nha, để em có thể là hỗ trợ đổi cho mình cái size cho nó vừa hơn. Chật rộng bên shop hỗ trợ đổi size mà, cả nhà đừng lo nha. 1425 nè. Rồi à, cái này là của em 179.000 chị Thảo Lê ơi. 179. 1419 với chị Thu Hồng. Rồi, em mặc là 1425 dáng dài. Em cao 1m60, các chị coi phong đồng nhà em ha. Váy này là dài gần như là một cái đầm maxi và nó sẽ gần tới gót chân của em luôn ạ. À, xe rộng đẹp nha, lót ở trong không có mỏng, may kèm hai túi với giá bán là 350. Nhưng hôm nay nó lẻ sai rồi, cái nắp qua được rồi, thôi em sale 179 lấy tương tác luôn được không? Chị nào khách mới em cũng chốt luôn, lần đầu tiên biết shop em cũng sale cho mình luôn 179.000. 179.000 đồng mã đầm của em đây, 1425. 179.000. Rồi chuẩn bị em qua mẫu khác nữa nha. Nhanh tay em chừa hàng chừa size. Cái màu vàng này đúng không ta? Em thấy có chị khách hỏi sơ mi vàng. Tại vì em còn cái vàng này nữa. Cái này vàng nghệ.
Cái này là vàng nghệ. Còn cái này là vàng hơi tươi xíu, nó tươi hơn cái kia. Mẫu mặt là màu xanh rêu chị. Màu rất là lạ luôn, cực kỳ hiếm luôn. Hiếm lắm, có mình em này màu rêu thôi đó. 1425 cho em nha. Sale còn 179.000 đồng. Giá cũ là em bán 350. Một chút tắt like em cũng bán lại giá đó, chứ không có sale. Chỉ sale trong thời gian em đang like thôi. Rồi tiếp theo, bây giờ em lên cho các chị xem mẫu khác. Đây, em lên cho mình xem thêm những cái mẫu váy này nè cả nhà ơi, còn rất nhiều đầm đẹp luôn. Đầm này của em với mã hàng là 1458 ạ. Sơ mi của em là 1458 nha cả nhà ơi, sơ mi 1458. Chốt còn 229.000 đồng. Rồi em mặc đây là 1458 cả nhà ơi, chốt luôn với giá tiền là 229.000 đồng mã này nha. Có size cho mình từ 40 tới 65 luôn, eo 86 độ về cho em. Cái váy này là suông, không có chiếc eo như bình thường. Riêng em này là em may dạng suông nè. Em sẽ chưa có thắt nơ lại, mình coi thử giúp em nó sẽ suông rộng như thế này nha. Rồi, hôm nào mình không thích mặc suông nữa, mình muốn đổi kiểu. Mình chỉ cần thắt cái sợi dây này lại cho em thôi, cái dây may cố định hai bên nè, siết nó lại ra ôm eo liền, cả nhà thấy không? Chỉ cần một thao tác nhẹ thôi, không cần đi chỉnh sửa bóc đầm mà vẫn ra một cái đầm ôm eo, rất là tiện cho mình. Chất liệu vải châu tôn nè, màu vàng em mang là châu tôn, rất là nhẹ mát nha. Trên nền vải có chấm bi nhìn nó dịu mắt nè, không có bị nổi quá đâu. 1458 229.000 cho em. 1458 229.000 đồng. Em có size cho mình từ 40 tới 65 cân. Eo váy này dưới khoảng là 85-86 thì các chị cứ lên đơn đặt hàng cho em ở phía dưới nha. Sale luôn hôm nay còn 229.000 nha cả nhà. Cố gắng đặt sớm để em tư vấn và trừ hàng cho mình nha. Vòng ngực của chị 90, chị nặng 58kg, 1m53, đầu nào hợp với chị 6 vỏ hả chị? Ngực 90 và nặng 58kg, chị mặc cho em size 2XL. Mặc cho em size 2XL chị 6 vỏ ơi. Hôm nay em mới về cái mẫu này là thoải mái cho chị nè. Em về cái đầm này cho chị, thoải mái lắm. Cái sơ mi suông này eo tới 92 luôn. Em này hiện tại đang là cái mẫu mà có cái số size to nhất của nhà em nha. Sơ mi suông mới về, à nó cũng là chiếc châu to giống cái em đang mặc nè, nhưng mà nó mới nhất của đợt này. 299.000 mẫu mới ra lò luôn. Eo 92 nghe là thấy thích rồi nha, suông thoải mái. Chị nào dáng tròn, dáng ốm gì là cân hết cho các chị luôn. Cái form này vô đều đẹp cho em hết. Đây được không chị, họa tiết này được không? Còn không thì chị có thể mặc cái đầm beo. Đầm beo này chị lấy cho em size 2X cũng thoải mái, eo nó lên được tới 88 lận luôn. Rất là thoải mái mà cũng sang nữa. Beo thì 350 cho em nha, beo thì 349.000. Đó là những cái mẫu siêu thoải mái cho mình. Hay là chị thích hoa làm sao không? Nếu mà hoa thì hôm nay mấy cái hoa thì để em coi có cái nào 2X ở đây em đo coi. Ngực nó được bao nhiêu nha. Chiếc lá mùa thu này cũng dễ thương nè, em mới về lá mùa thu cho các chị mình đây. Chắc được á, thường 2X là eo 90 là ok. Chị cứ lựa 2X nhà em đi là thoải mái chị nha. Nhưng mà quan trọng cái eo á chị, quan trọng cái eo nha. Tại vì một số mẫu á, size chuẩn nhà em thì eo nó chỉ thường là cỡ 84, size chuẩn là thường 84. Nhưng mà có những mẫu nó thoải mái. Cái đợt mới này em về đa số cái nào nó cũng dư dư một xíu, được cỡ 86. Em mặc eo 86 nè. Đó, 2X một em mặc cũng được. Chị thích cái nào cứ chốt 2X giúp em. Nếu nó còn 2X là ok. Rồi chị cứ chọn cho em 2X nha. Eo của mình bao nhiêu thì cứ nghe em giới thiệu coi vừa không nè. Còn vòng 1 thì ok á chị. Vòng 1 90 thì thoải mái. Đầm nào 2X cũng được cho em. Rồi đầm này của em thì có size từ 40 tới 65 cân luôn ha. Đây cũng có 4 size cho các chị mình. Mẫu này em may dán đầm suông, không có túi nha. Và có kèm dây eo phía sau nè. Cột eo lại cho em, nó sẽ ra cái dáng đầm là hơi ôm nhẹ rất là xinh. 229.000 đồng ngay trong line này của em. Dạ phong đầm dài qua gối, em cao 1m60, chị nhắm chừng cho em thử đây. Đó, 1m60 vừa tầm qua gối của em, rất là dễ mang. Cũng lên sự kín đáo đâu có hở. Không hở, không ngắn, vừa tầm mang cho cái chị mình đi chơi, đi tiệc gì cũng được cho em hết. 229.000 đồng cho em mẫu này nha. 1458 kèm theo số điện thoại. Rồi, chuẩn bị em qua mẫu khác nữa đây. Nếu mà thêm về co giãn ha, về co giãn thì em còn cái nào em chưa lên không ta? Em có đầm nhung, em có đầm nhung có co giãn luôn.
Nhưng mà cái này thì bây giờ nó chỉ khoảng tầm dưới 60 thôi. Tại vì nó lẽ size mất tiêu rồi. Hôm trước lúc mới về là nó lên được phải 70, 72. Hôm nay em bán hết size to cái bộ đó rồi. Giờ em còn nó size nhỏ nha. Đợi em xíu. Nhưng mà nó co giãn. Cái đầm đó 60 cân mặc được, thoải mái cho em, eo 80 cũng được. Dưới 60 cân eo 80 vẫn mặc vừa cho em. Tuy là nó chỉ còn M với L, nhưng mà mỗi size nó tăng được tới 5kg lận, cả nhà khỏi lo. 1399. Nhung bên em thứ nhất là mát lạnh, thứ hai co giãn, các chị cứ nhớ dạy cho em là được rồi, không có nóng. Nhung vậy không có nóng, không có chất nào mặc nóng hết trơn á. Đây là 1399 của bên em ạ, 1399. Rồi. Em sale cho các chị mình luôn nha, 1399 sale còn 179.000 đồng luôn. 60 cân đổ về cho em là vừa, mã này eo 80 đổ lại cho em cũng được nha. Tuy là còn hai size, nhưng mà các chị nha, coi size M của em nè. Size M là eo nó đã được tới 74, 75 luôn rồi. Đây size M nè. Riêng cái váy này chị nào mà bình thường mình 50 cân mình mặc size M như em vừa. Cái này mặc rộng nha. Cái này mặc rộng rộng nha, dư dư nha, chứ không có ôm form như bình thường. Em mặc cái chị thấy em mặc nó vẫn rộng đúng không? Đó. Cái váy này size M đó tới 55 cân lận mà, 55 57 cân luôn đó, thoải mái dữ lắm. Cho nên ai mặc hơi rộng thì chịu khó bóp eo giúp em hoặc mình đeo cổng thắt lưng vô. Đó, có thắt lưng cái chị mình đeo thắt lưng vô. Thắt lưng hôm nay em bán cho mình cái cộng này có 79.000 thôi, thắt lưng chiếc lá nè. Này sắp về thắt lưng chiếc lá, mấy buổi trước có khách hỏi có thắt lưng không. Đây em mới về thắt lưng chiếc lá cho mình. Đó cộng này 79.000. Mua tại shop là 150, nhưng mà trên live thì em bán có 79.000 một sợi thắt lưng thôi. Chị nào mua thắt lưng thì cứ ghi thắt lưng chiếc lá cộng số điện thoại. Mua bao nhiêu sợi thì ghi số lượng vô giúp em. Rồi đây 1399 nè. Đó đang rộng em đeo vô cái đó vừa liền nè. Thấy không, vừa em với người em liền, đâu cần chỉnh sửa gì đâu. Mà có mấy cổng thắt lưng này cũng lợi lắm. Trong tủ các chị cũng đang có 1-2 sợi thắt lưng, hai nhiều kiểu khác nhau để mình thay đổi. Từ một cái đầm suông mình đeo cổng thắt lưng vô nó ra đầm ôm, dễ lắm cả nhà. Rồi, váy này 179.000 cho em ạ, 1399. 1399 là form dáng đầm xòe, chất liệu vải nhung và có hoa văn. Ở ngoài nhìn cái vải nó ống nha, ống gì nhẹ, dễ thương. Hoa văn bên ngoài nhìn cũng đẹp nữa. May kèm hai túi nè, khóa thì nằm sau. Với cái chất liệu co giãn tốt như vậy, cả nhà thấy không? Làm sao mà sợ mà nó ôm bó khó chịu được. Cái váy này của em một size đang 57kg. Size M đầm này đã lên được 55-57 cân rồi. Size L 60-62 mặc được, eo dưới 80 cứ đặt cho em. 200, à hôm nay giảm giá rồi, 179. 179.000 đồng cho em ạ, 1399 nha. 1399 sale còn 179.000. Đó, nếu mà chị nào hay mặc size M thì cái này nó hơi rộng nha, em mặc vẫn rộng nè. Thấy không, mặc vẫn rộng nè. Muốn vừa thì mình sắm cổng thắt lưng đeo vô. Ở nhà có thắt lưng rồi thì cứ đeo vô thôi. Còn thích cái cổng chiếc lá này của em thì đặt hàng thắt lưng chiếc lá em bán luôn có 79.000 đồng một sợi. Chị Thanh Thư chúc 1399 đầm nhung rồi. Chiều nào chưa có lên đơn nha. Co giãn cao, ML nhưng mà 62 cân đổ về vẫn vừa. 1399 kèm số điện thoại cho em là được nha. Tiếp theo bây giờ em qua mẫu nè. Rồi tiếp tục em có cho mình một cái mẫu đầm, đầm nào đây ta để em coi. Hôm nay em có cho mình đây một em váy hoa nữa nha. Thích váy hoa không cả nhà, thích váy trơn. Muốn em lên cái nào em giới thiệu. À còn cái nhung này suông nè. Còn cái nhung này sẵn em giới thiệu luôn. Cái này nhung suông. Màu xanh navy này là cái dáng suông cho mình. Mang thì nó cũng mát mẻ dễ thương lắm. Mà dáng nó dáng suông chữ A, nó khác với cái em mang. Rồi bây giờ em qua mẫu nha. Lên cái đầm nhung suông cho các chị mình đây. Mã này của em là 1407. Giá bán 159.000. 1407 giá bán 159.000 cho các chị. À quên, 149 chứ. 149.000 đồng cho các chị mình đây. Em may cái mẫu này là cái form suông chữ A. Đó, form suông chữ A cho mình ha. Cổ vuông, tay lỡ, dáng đầm suông nhẹ chữ A cực kỳ xinh luôn. Hôm nay là em sale cho mình còn bao nhiêu đây ta? 150. Bình thường nó 300 hơn. Giá hôm nay 149.000 là có cái đầm nhung xịn rồi. Nhung bên em vậy nhà không có lo đâu. Mặc mà nóng không lấy tiền luôn á, chất mát rụi ha.
Lần đầu mấy chị khách em nghe Nhung cũng hoang mang, nói trời sao về Nhung mắt nóng lắm em, mà đến khi mua thử cái mặt cái ghiền luôn. Cứ hỏi em có về Nhung mới chưa nữa nè. Đầm này của em là form xương nha, 1399 giãn, tăng gần 2 size luôn. Chị có một cái mặt không vừa cho chị gái, mặt vừa đẹp luôn vậy hả chị Như Quỳnh? Thấy không, em là trừ hao, em nói tăng 57kg mà khách em còn nói tăng được 2 size, có giãn dữ lắm. Mà mát đúng không chị? Mát rồi, ở ngoài nó có đồ ống nữa nha. Vậy Nhung nhà em bên ngoài cái gì nhìn ống ống nhẹ nhàng dễ thương lắm. Đây xanh navy, màu này không hề kén da của mình. Form này là form xương chữ A, hàng cúc trước em may cho đẹp, trang trí thôi, gia tạo kiểu thôi. Còn khi nào mặc thì khóa đằng sau lưng giúp em nè, cũng có túi luôn. Đây là 1407 ạ. Mẫu này em còn size L và cũng như váy vừa rồi, co giãn tốt. 60 cân đổ lại, các chị cứ đặt cho em nha. Size L nha cả nhà. 1407 149 ngàn. 1407 149 ngàn đồng. Mặt đầm dài hoa hả chị? Dài hoa, cái đầm nãy em cầm hoa to to đúng không? Này đúng không? Hay là anh nào? Hoa này em cầm chắc có mỗi này là dáng dài. À cái xanh rêu em mặc rồi, vậy cái này nè. Đúng rồi đó, vậy là nó đó. Ok đợi em xíu, thích dài thì em này là đang dài nhất. Trong mấy cái hoa mà gọi là tương đối nha, mà đủ size á, thì em này cho em vừa là cái dáng dài, mà vừa còn được à 3 size chứ không còn 4 size. Về được còn 3 size thôi. Về 4 size mà bán hết trơn, giờ còn 3 size cuối à. 149k mẫu em đang mặc nha cả nhà. Mẫu đang mang ha. Mẫu đang mang với mã hàng là 1407. Chị yêu nào chưa có mẫu này cứ bình luận bên dưới giúp em nha. Quá rẻ mà sướng lắm. Em cảm ơn chị Lưu Thị Dung là rồi, nhiều khi sale rẻ mà mấy chị khách cứ sợ hàng không đẹp không à. Mình cứ mua thử đi, thay vì bây giờ mình sợ nó không đẹp, mình đặt thử một lần coi sao. Em cho kiểm tra hàng em mới lấy tiền mà cả nhà lo gì. Đâu phải là em bắt cái chị phải chuyển khoản cho em trước đâu. Hàng mình mua hả, em giao đến nơi em cho kiểm hàng trước thanh toán luôn. Đúng màu đúng mẫu như em giới thiệu em mới lấy tiền. Vậy thì có gì đâu phải lo đúng không? Rồi đây là 1426 cái chị yêu ơi. Tiếp tục một em váy nữa đây. 1426 mã này của em sale 299 ngàn cho một cái em dáng dài ơi là dài luôn. Maxi cho mình luôn. Sơ mi 1m6 61kg hả chị gấm? 1m6 61kg có size chị? Có size 2X đó chị. Chị thích sơ mi hoa không? Hay bây giờ chị thích sơ mi màu sáng hay tối trước đi? Em có sơ mi màu trắng nè. Sơ mi màu trắng, sơ mi màu vàng nè. Màu xanh, xanh lông công em có mặc rồi nè ha. Rồi sơ mi nền đen hoa văn rất là nhiều, nhiều lắm. Màu nào cũng có hết. Chị thích tông màu như thế nào? Hay là thích hoa, thích bi, thích caro gì không? Em giới thiệu. Em này thì có size từ 40-65 nha, 65 cân đổ lại. Đây, form nè. Trời ơi, dễ thương với chị coi vải nè. Nhẹ nhàng chưa em xoay nhẹ cái giải hợp. Nó thước tha theo cái bước đi của em luôn á. Rồi, xe rộng, dáng đầm dài bằng có 299 ngàn, không bằng một cái áo cái chị mua ở ngoài hoặc là một cái đầm ngắn đúng không? Em bán nguyên cái đầm dài cũng có 299 ngàn đồng thôi. Màu tối rồi, ok chị gắm đợi em xíu nha. Phong dáng đường may của shop đẹp, ok em cảm ơn chị Như Quỳnh. Đây review của khách em và nhà đã tin thêm xíu nào chưa? Đặt niềm tin mua thử một cái. Tại vì bây giờ khi mà các chị lên đơn nha, trước tiên là em gọi lại cho khách em tư vấn nè. Đó, tư vấn xong ha, sau bên em sẽ xin địa chỉ giao hàng 2 đến 4 ngày sau. Alo chị ơi, có gói hàng ra cửa nhận. Ra cửa nhận hàng, khui ra coi, mở ra cái đầm giống như em đang mặc đây thì mình nhận hàng. Khui ra coi cả nhà coi nè, giống không? Y chang. Em giao tới cho mình là phải nói là đẹp hơn mẫu nữa. Đẹp hơn mẫu mặc nữa nha. Đó, mình coi là em mặc sao em giao tới đi vậy. Đó, lúc đó mới bắt đầu là thanh toán tiền. Chứ đã mất đồng nào đâu, không có mất tiền gọi điện thoại cho em luôn. Em gọi cho khách luôn á, chứ không phải là khách phải gọi cho em để mà chờ chốt đơn đâu nha. Để thông tin lại ở đây cho em nè. Em gọi em chốt đơn cho mình không có tốn phí gọi điện gì hết trơn á. Ship đến rồi, sau đó cái chị thấy ok hàng như quảng cáo, đúng cái size em tư vấn cho mình rồi ha, thì mình lúc đó mình mới nhận hàng thanh toán tiền cho em. Về phí ship thì bên em sẽ có hỗ trợ một phần, thành phố ship 20, ship tỉnh 30. Đối với đơn hàng chị nào 600 thì không mất ship luôn, đơn 600 em miễn ship cho mình, được chưa? 1426 là maxi của em, mẫu này là vải von nha cả nhà, đầm này đầm von. Xe rộng lắm, xe rất là rộng, eo này 86 mặc được luôn. Eo 86 đổ về cho em là vừa nha. Chị yêu nào chưa có mẫu này thì cứ lên đơn sớm cho shop ạ.
Nếu mà sơ mi màu tối, hàng màu tối thì em có màu đen nhiều lắm nè. Em vô xương xương vài cái sơ mi cho mình coi nha. Sơ mi bi nè, sơ mi bi nè, sơ mi caro nè. Rồi, dây xích nè, đợt này về quá trời tông đen trắng luôn. Dây xích nè. Rồi, đầm suông mới về nè, sơ mi suông mới của nhà em nè. Còn nào đen trắng nữa không? Rồi, tổng thể như đây là đen trắng đi. Rồi, có da bell nữa nè, sơ mi bell. Đó, giờ em không biết lên nào cho mình coi trước luôn á. Tại cái nào cũng đẹp hết trơn à. Hay em mặc thử cái này cho mình coi nha. Đen trắng mình coi thử coi được không ha. Cái màu trắng ở bên trái. À, cái đầm trắng mới về đúng không? Rồi, đợi em xíu. Em lên cái sơ mi form to này cho mình coi trước đi. Có chị nào 70, 72 cân đang coi like của em không? Em có cái mẫu này em 92 mặc được nè. Cái váy này của em eo 92, cái chị mặc thoải mái luôn á nha. Chị nào size lớn á, tranh thủ mình xem thử cái này được mình chốt nè. Tại vì không có nhiều mẫu size lớn. Chuyến này em về có mỗi em này là size to nhất luôn á. Còn lại mấy cái khác eo nó cỡ 88 thôi. Mấy cái khác eo to lắm là 88 thôi hả. Này em may suông. Này em may dạng sơ mi suông nha. Đây, mặc vô là nó rộng suông rộng như vậy trước. 1476 cả nhà nha. Sơ mi cho tôn 1476. 299 ngàn cho em thôi hả. Rẻ lắm, 70 cân mặc cũng được mà cũng chỉ có 299. Chứ không phải 70 cân là em tăng size lên cái là em tăng giá tiền là không có. Cũng cái váy này luôn, 50 cân mua thì cũng 299 mà 70 cân đặt cũng 299 ngàn. Rồi, đang là form suông rộng như vậy đúng không ạ? Mình chỉ cần cột nó lại nha, cột lại nó sẽ ra ôm eo. Đó, em có tặng kèm cái sợi dây này. Sơ mi suông mới tặng kèm dây eo ha. Thắt lại sẽ ra một cái dáng đầm ôm. Đó, eo tới đâu thì cột tới đó thôi. Nó ra cái đầm ôm eo nhẹ nhàng bình thường liền. Dễ thương các chị, size có cái nơ đằng sau, có túi nữa nè. Quá đẹp luôn. Màu size nha, màu này nhẹ nhàng các chị thấy không? Đen trắng kết hợp. Họa tiết cũng thấy lạ mắt luôn nè. Đó, những cái họa tiết như vậy thì không có lo lỗi thời cho em đâu. 1476 cho em ạ, 299.000 đồng. 299.000 đồng cho em là được nha. Mã em mang là 1476. Chị yêu nào chưa có mẫu này thì cứ đặt hàng phía dưới để em tư vấn cho mình ha. Mã số sản phẩm cho em, số điện thoại cho em là được ạ. 299k mẫu váy em đang mặc nè. 1476, chất liệu là vải châu tôn. Với cái giá tiền là 299 thì em bảo đảm cái chị luôn là rẻ tàn phớt rồi. Không ai bán sơ mi cho cái chị mà đồ trung niên nữa. Hàng này hàng bên em tự may, không đụng hàng nữa nè. Đó, đầm thiết kế luôn, đồ trung niên. Nguyên cái đầm rẻ hơn cái áo ngoài chợ bán nữa cơ. Em chào chị Sang Mi ạ. Rồi đầm này của em chất mát không? Siêu mát luôn chị, một lớp nè, nhẹ tên luôn. Nhẹ tên mát mẻ cực kỳ luôn. May kèm túi khóa làm sau. Rồi tặng kèm dây eo nữa, mặc hai kiểu. Mặc hai kiểu được luôn, suông được, ôm eo được như vậy. Em mặc là ôm eo nè đúng không? Thấy em mặc giống như là may cho em đúng không? Nhờ cái dây eo này, nhờ em cột cái dây eo lại nó mới vừa đó. 1476 giúp em ạ, 299.000 đồng nha. 1476 nha cả nhà. Hoa xanh, hoa xanh hả chị? Em mới mặc là, ủa, 1436 là không phải hoa xanh chị, 36 mẫu khác. 36 là cái này, sai mã rồi chị ơi. Em cầm lại cho chị coi, đây là 36 nè chị. Sai mã rồi nha, cái này là 36. Đây nè, cái này là 36. Còn mà chị đặt hoa xanh là 26 nha, sai rồi, đặt lại giúp em với. Chị Vũ Ngọc comment lại giúp em, hoa xanh là 26 chị ơi. Sơ mi nào gài nút hả chị? Không chị, em chỉ có may cái kiểu nút giả thôi. Tức là em đính cố định ở phía trước là kiểu là giả cho mình như vậy thôi. Chứ em không có may nút thiệt. Tại vì nút thiệt á, mình đứng nghiêng á, nó hay bị hở lắm. Để chút em mặc cho mình coi thử cái sơ mi có cúc cái này được không. Nè, cái sơ mi này có mỗi hàng cúc trước nè. Nhưng mà em đính cố định không có tháo nút được, vẫn là khóa nằm sau. Tại vì khi mà mặc vô mà nó có cúc á, nó hay bị hở lắm. Cái này em cũng may giả cho mình nè. Đó, may giả cái đường này nè, chứ đính liền lại rồi. Chứ không cái chị mặc nó hay bị lỡ hở cái khoảng này nè. Hai giữa hai cái nút này bị hở ra lắm. Này không có may cúc thiệt, phía trước là vậy. Em may đính cố định cho mình luôn ha. Rồi em mang đây là 1476 nha cả nhà. Sơ mi bell hả chị Hương Nguyễn? Sơ mi bell hả? Nếu mà bell thì em có cho mình hình như cũng 3 size á. Rồi đợi em chút nha. Bây giờ mặc cái màu trắng cái đã. Có chị khách hỏi em cái màu trắng trước rồi. Chị nào comment trước em mặc trước nha. 1476 là mã của em. Chốt ngày hôm nay là 299.000 đồng. Rồi chị Thảo Lê chốt 1476 màu em đang mang. Tiếp theo em chuyển mẫu cho mình đây.
Rồi, đây em lên cho các chị xem thêm một em váy nữa nè. Mã này của em là 1483. Đây, chị nào hỏi em màu trắng đâu ạ? Đồng trắng em mới về nha. Màu trắng này là 1483. Em này chất liệu chiffon, cũng may hai lớp cho mình, có kèm lót ở trong. 1483, 299.000 luôn. Trời ơi, quá đẹp đó chị ơi. 1483 cho em liền. Màu trắng ha, nhẹ nhàng, nhã nhặn. Trời ơi, xinh. 299.000 nha. Thấy cái màu là thấy cưng liền luôn các chị ha. Dễ thương chưa? 299 rồi đó. 65kg đổ về cho em vừa. Em có full size và eo 86 đổ lại là mặc vừa cho em ha. Eo 86 đổ lại cho em là vừa nha cả nhà. Cổ cao, đầm này là dạng mà kín đáo á. Chị nào thích kính cổng cao tường lấy cái này cho em. Ok chị Vũ Ngọc, chính xác 26 đúng mã rồi nè. Xíu nữa bên em gọi chốt đơn liền, ngay trong live luôn á. Ngay khi em đăng live là bên em sẽ gọi chốt đơn cho khách luôn. Nên là các chị cứ thoải mái xem live lựa mẫu. Em mặc đây là 1483 nha cả nhà. Eo này 86 đổ về được nha. Đầm may hai lớp không có mỏng. Ở trong thì có kèm lót cho các chị mình rồi. Khóa kéo được may đằng sau lưng của em. Váy này em may trơn, không có túi nha. May kiểu trơn đơn giản cho mình thôi. Giá bán ngày hôm nay là 299.000 nha cả nhà. Chiếc eo cao form dáng đầm xè nhẹ cho mình rất là xinh ha. Ngoài line này em vẫn bán 300 mấy 400 á. Chỉ có trên line này 299.000 thôi. Đầm này của em mới vừa về luôn chị. Vừa ra mắt luôn. Về 3 mẫu cùng cái kiểu may này của tròn cao. Em về được 3 mẫu. Trong đó có cái chiếc lá mùa thu cũng dễ thương lắm. Em có cái chiếc lá mùa thu này xinh nè, đâu mất tiêu rồi, để em cho mình coi. Đây, chiếc lá mùa thu cũng mới về của nhà em, rất là xinh nha. Coi thích mẫu nào em giới thiệu nè. Còn em mặc đây là 1483, màu trắng là 1483, 299.000 đồng, size từ 40 cho tới là 65 cân. Váy này của em có size L dưới 86 ạ. Chị nào eo 86 độ lại thì cứ chốt cho em nha. Chị 6 chị nặng 58kg, eo chị 88 hả chị? Rồi, đầm hợp với chị nhưng phải đầm dài, chị 60 tuổi em nha. Rồi bây giờ chị 6 ơi, eo 88 á, thì em không có nhiều lựa chọn cho nên là em sẽ cầm cho chị xem những cái mẫu eo 88 chị mặc được nha. Trong đó là có cái beo, chắc cú là phải giới thiệu cái beo cho chị. Trời ơi, 60 tuổi là chị phải mua cái beo này cho em liền. Beo này đào từ U30 trở lên là mặt đã bao sang bao đẹp cho em rồi. Thêm ghê, cái đầm này vừa tròn eo 88, thoải mái cho em luôn chị. Sang, màu này mà còn kêu không hợp trung niên thì em không biết cái nào hợp luôn đó cả nhà. Rất là đẹp nha, da beo. Ai mặc cũng đẹp, chị nào mặc cũng đẹp cho em hết. Mà đi đâu cũng sang cho em luôn. Đợi em xíu nha. Một là cái beo này là eo 88 là chị mặc được nè. Hai là cái đầm em mới mặc. Đây, đồ bên em đồ trung niên hết đó chị. Tất cả các mẫu bên em là đồ trung niên hết. Nhưng mà trung niên cũng có những chị thích mặc trẻ, có những chị thích mặc cho nó nhẹ nhàng. Nó tùy gu cho em về đủ màu. Em về đủ hoa đủ màu. Hoa to hoa nhỏ có, sọc này sọc kia có, để các chị mình nhiều lựa chọn mình thay đổi ha. Đây, eo này 92 được luôn nè. Cái đầm sơ mi suông eo 92 nè. Sơ mi beo chuẩn bị em mặc, nãy cũng có chị khách hỏi beo. Beo này eo 88 đổ về cho em. Rồi còn nào nữa ta? Cái hoa xanh. Cái hoa xanh này thì nó sẽ hơi hướng trẻ trung nha. Nếu mà cái chị tầm U 50 mấy 60 á mà thích mặc cho nó trẻ trung thì lấy cái hoa xanh này. Đặc biệt là đi chơi đi du lịch, sắm em này mặc cho em đẹp hết nước chấm luôn. Hoa xanh, à quên, hoa xanh eo 86 em quên, hoa xanh hổng dừa. Màu xanh rêu đi. Xanh rêu này là eo được khoảng 88 ok nè. Đây, cái xanh rêu này eo 88 đổ về cho em được nè. Đó, mẫu xanh rêu thì ok hơn. Xanh rêu cái màu này nó cũng nhẹ nhàng hơn nữa. Nếu mà cái hoa kia to sợ nó nổi quá thì lấy cái xanh rêu này của em nha. Đây, eo 88. Lại lần thứ em nào. Cái hoài vậy? Eo 88 được nè, các chị ơi, đây nè, mẫu này eo 88 được cho em nè. Rồi, bây giờ ông coi mỗi lên cái đầm beo mình coi thử nha. Mày hỏi nó chắc cứu chưa, lần cuối chưa? Nguyên ngàn này chắc tốn bao nhiêu tiền nước rồi trời. Rồi đây, đầm này của em với mã hàng là 1477, đầm da beo nha, nghe beo là rồi thôi, không cần giới thiệu nữa rồi. Đó, đứng một cái là chốt đơn được rồi đúng không? 1477, 349.000. Riêng cái đầm beo này của em thì không phải nói thêm ha, siêu phẩm nha em.
best seller không có gì sai hết trơn á cả nhà. Quá sang luôn. Đầm này của em eo 88 đổ về mặc được nha. Chị yêu nào dưới khoảng tầm là 67, 68 cân, thậm chí 70 cân được nếu mà cao cao xíu. Tại có chị khách em mua cái beo rồi, 70 cân. Eo chị cũng vừa tròn 88 nên là chị mặc ok đẹp cái váy này luôn á. 349.000 đồng. Hết size M nha. Hôm bữa giờ chị nào suy nghĩ, đắn đo không biết cái này có đẹp không, thì hôm nay em thông báo với cái chị là nó cháy hết size rồi nè. Cái lúc mà mình suy nghĩ á là mấy chị khách kia mua mặc hết trơn rồi. Mua mặc rồi quay lại khen luôn rồi mà vẫn còn suy nghĩ hả cả nhà? Hết rồi đó. Đợt sau không có đâu. Đây có may dây eo nữa nè, đang rộng như vậy ha, cột lại là nó vừa eo của em ngay. 1477 nha. Bảo đảm cái chị đẹp thiệt, đồng nào chứ đồng này khỏi phải nói cái chị ơi. Trời đất ơi, sang trọng. Sang trọng dễ mang, họa tiết này lên cũng đẹp mà còn che khuyết điểm tốt. Những cái họa tiết nhỏ nhỏ như vậy ha, cái chị mặc vào em nói nó ăn dây, cái dáng người dữ lắm, nhìn thon gọn. Thấy em cao hơn không? Em cao có 1m60 thôi mà em mang cái đồng này nhìn em cao hơn nhiều không cả nhà? Ăn dây dáng người chưa? Khóa đằng sau lưng cũng có kèm hai túi cho cái chị nữa nè. Đẹp chưa? Chất liệu vải cắt thái dê mẫu này. Một mẫu beo duy nhất đợt hàng này luôn. Có khi 3-4 đợt mới về được một cái đầm beo. Lâu lắm mới về cái đầm beo. Từ Tết đến giờ mới có cái đầm beo nè. Mà chưa chắc đợt sau đã có nữa nha. Bởi vậy bây giờ không mua thì em cũng không hứa trước là khi nào về tiếp beo cho mình. Mà chắc cú là cái kiểu này là không phải rồi đó. Nếu mà có beo là về kiểu khác chứ không phải kiểu này. Giờ em đang mặc là một cái đầm sơ mi beo, dáng đầm dài cho mình, tay lỡ kèm dây eo là thấy tiện lợi rồi ha, không có cần đi chỉnh sửa bóc đầm, mặc hơi rộng cứ cột nó vô. Kèm thêm hai cái túi nạc xè rất là rộng cho mình luôn. Có 350 cả nhà. Có 350 bằng cái đầm ngắn bình thường chứ cũng hơn luôn. 349.000 cho em, nhưng mà mình đã sở hữu được cả một cái siêu phẩm luôn. Mặc đi tiệc, đi chơi, du lịch, đi đâu cũng hợp cho em hết trơn á, một màu duy nhất. Đúng một cái đầm beo luôn, không có cái beo thứ hai nữa nha. 349.000 đồng cho em là được nè. Chị Nguyễn Thu lấy 1477 beo rồi ok. Em còn 3 size cuối cùng nha cả nhà. Các chị yên tâm giúp em là khi mình mua hàng nhà em mình được kiểm tra mà. Được kiểm tra trước thanh toán. Cho nên là đúng màu đúng mẫu thì mình nhận ha. Đúng màu đúng mẫu như em giới thiệu thì mình cứ nhận hàng thôi. 349.000 đồng. 349 cao mỗi đầm beo này. 3 size cuối cùng. Eo dưới 88 là mặc vừa cho em. Miễn sao các chị yêu mình eo dưới 88 thì mình lên đơn. Trên nữa thì không vừa, nhưng mà dưới 88 thì cứ đặt. 50 hôm nay hết size M rồi thì dao động cỡ 50 cho em, từ 50 nha. Chứ từ 40 thì nó hơi rộng á. Từ 50 được, từ 45-50 được. Nó có dây eo nên thằng cũng không có lo lắm. Thôi rộng thì cứ cột vô cho em. 1477 kèm số điện thoại. Chị Tina Nguyễn lấy 1477 nè. Chị Quỳnh Trân lấy 1477. Đầm của em mặc size L có. Em còn L, XL, 2X còn 3 size cuối. Hết số lượng em bỏ mẫu không về thêm nha. Mẫu beo này có khóa không em? Có, chị khóa nằm sau. Khóa ở nằm sau lưng của em nè. Mẫu này mà mua làm quà tặng thì rồi khỏi nói luôn, người nhận rất là thích. Mua mặc hay mua tặng gì cũng đẹp cũng sang cho em ạ. 349.000 đồng cho em nha. 1477 kèm số điện thoại. Chị yêu nào lấy thì bình luận ngay trong live. Váy này bên ngoài em bán 550, ghé trực tiếp shop 550 giúp em. Mua tại cửa hàng em 550 mà em đứng ở đây có 350 mỏng liệu đặt hàng này nha. Một chút em tắt like về giá cũ rồi. Chị Nguyễn Thư có, em đọc tên chị rồi nha. Chị Thảo Lê chúc 1477 beo nè. Rồi beo của beo em mặc có size eo chị không? Eo chị là 86 được, eo dưới 88 mặc được nha. Chị Sáu bỏ chút beo ghi mã giúp em đi, 1477 cộng số điện thoại. Cả nhà lưu ý là khi mình đặt mẫu đầm nào mình nhớ đặt giúp em theo cái cú pháp là mã hàng cộng số điện thoại cho em. Em mặc đầm nào cũng có mã hết trơn á đó, để tránh cái chị nhầm thì em mặc riêng từng mẫu giới thiệu ha. 1477 349.000 đồng cho em nha. Chị Ngô gấm lấy cái 19, cái 19 a kích sọc, 19 là cái sọc dọc 150. Em này thì 349 siêu phẩm da beo vừa ra mắt đợt này luôn ha, không may thêm nữa nha. Bây giờ em còn 3 size cuối, size M là chính thức em lẻ size rồi. Còn đúng 3 size cuối bán hết em cũng bỏ mẫu luôn. Mà em đang mặc đây là 1477 nha cả nhà, xong chưa chuẩn bị em qua cái khác nha. 349.000 đồng nè. Chị yêu nào chưa có mẫu này, bình luận ngay bên dưới để em tư vấn và trừ hàng trừ sai cả nhà ơi, tranh thủ đặt sớm giúp em ạ. Đầm em mang đây là 1477 nha cả nhà. Chốt trên sớm ở trên like để em giảm giá cho mình nữa nha. Nhanh tay số lượng có hạn giúp em ạ. Da beo cổ sơ mi là 1477 nha.
Bảo đảm cái chị mà luôn. Bây giờ mua năm sau bạc vẫn đẹp cho em. Từ chất tới form may rất là kỹ luôn. Hàng đẹp may kỹ mặc bền luôn á. Chứ phải mặc một lần, mặc bền, mặc mấy năm vẫn đẹp cho em luôn. Giá bán 349.000. Rồi bây giờ sẽ qua mẫu khác nha. 349.000 đồng mẫu váy này của em nha. Sale luôn còn 349.000 và duy nhất chỉ có ở trên cái line này của em thôi. Tiếp theo em sẽ có cho mình một cái em đầm nữa. Em có cho mình cái váy này nè. Hôm giờ là có mấy chị khách hỏi nhưng mà nó bị cháy hàng á. Nó bị cháy hàng cho nên là có nhiều chị thích mà không có mặc được. Đây cái vest màu rêu này nè, còn có mấy cái cuối thôi. Bây giờ nó chỉ còn size 2XL. Chị nào vừa thì em chúc mừng cái chị luôn á. Bình thường em bán nó 300 mấy. Hôm nay nó còn có 199.000 đồng mà form nó đẹp liễu lắm. Mặc lên thấy gọn dáng, gọn cực kỳ luôn. Đây form đầm em hay các chị coi. Đó, dáng đầm vest nè. Một em đầm vest xòe nhẹ chữ A. Form này lên là thấy gọn rồi. Em chốt ngày hôm nay mã hàng là 1439 nè. 1439, 199.000 cho em nha. Có size từ 40 cho tới là 65 cân. 40 tới 65 cân mặc vừa cho em nha. Em nhầm, 57, 65 cân. Nha, size nhỏ em hết rồi. Bây giờ chỉ còn size 2XL thôi. Bây giờ chỉ còn size 2XL thôi là nó rơi vào tầm 5765 cân đó. 1439 kèm số điện thoại mẫu đang mang. 1439 kèm số điện thoại em chốt cho mình luôn là 199. 199.000 đồng. Cúp này là cúp gỗ nha, em trang trí cho mình tạo kiểu thôi. Ha, không có hở nha, đứng nghiêng cũng không có la bị hở. Rồi, cổ vest nè, tay lỡ nè, trên này cũng có nhíp phồng chút xíu nha. Chiếc eo form xè nhẹ nhàng cho mình đây. Chốt liền trên line này là 199.000 cả nhà ơi, cố gắng lên đơn thật là sớm giúp em ạ. Khóa kéo nằm sau lưng của em nha cả nhà, dễ thương không? Nhanh tay giùm em nha. Còn duy nhất một size thôi và cũng còn rất là ít, số lượng chỉ còn có vài cái. Chị nào thích thì ngay bây giờ chốt đơn luôn giúp em nha. 1439 kèm số điện thoại cho em nè. Cố gắng lên đơn sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho mình nha. Em chào chị Quỳnh Chi ạ. Vest này của em á, cái chất của nó là cô tông lạnh, mặc rất là mát luôn. Lên form đẹp, vải nhẹ mát nha. Phòng đứng form nhưng vải rất là nhẹ, có độ mềm. Đó, sang không? Dài qua gối lịch sự. Kể cả đi chơi, đi tiệc hay đi làm gì em này cũng cân được hết cho các chị luôn. Với cái tông màu rêu lạ mắt này cũng không làm cán da nha. Da trắng da ngâm gì cũng mặc được cho em. 1439 kèm số điện thoại chốt cho chị Ngọc Lan 439 nè. Rồi eo chị là 77 mặc được không em? Dạ hơi rộng. Eo đầm này cỡ 84 chị, 77 là chị mặc XL thôi. Cái này là còn 2XL. Cái váy này nó còn 2XL cho nên chị mặc nó hơi rộng một chút xíu nha. Đầm này của em chỉ còn có một size cuối và không may thêm. Là bây giờ còn mấy cái cuối cùng thôi đó. Kho nhà em còn bao nhiêu cái là em xả hết, là em ngưng cái váy này luôn. Chuyến sau mang kiểu khác nha. 1439 là mở đầm, chốt luôn cho em trên bài like này là 199.000. Chị yêu nào lấy thì đặt ngay trong like của em. Nhớ đi kèm giúp em là mã và số điện thoại để được tư vấn nha, để được giảm giá nha. Ai chia sẻ like rồi thì em sale ạ. 350 giảm còn có 100. 149.000 đồng thôi. À 199.000 thôi. 350 sao còn 199.000, chỉ còn vài cuối cuối cùng. Rồi bài like này bây giờ cũng sẽ lưu lại nha cả nhà. Chị yêu nào vô trễ mình thêm sao lại từ đầu cũng được. Hoặc là các chị mình đón theo dõi like trực tiếp tối hôm nay vào lúc 6 giờ rưỡi tối sẽ ngục live stream trực tiếp. Tối nay vào like cũng thêm cho vui nha, cũng thằng xe tiếp nha cả nhà. Giờ thì em chúc các chị có buổi chiều thật là vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các chị yêu vào những live sau ạ.